Ủy ban kỷ luật đạo đức của FC đã có buổi họp và thống nhất loạt án phạt liên quan đến vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 giữa Thái Lan và Indonesia và đưa ra thông báo vào tối ngày 11 tháng 7. Theo đó, 7 thành viên Indonesia gồm 3 thủ môn và 4 huấn luyện viên quan chức sẽ bị cấm tham dự 6 trận và nộp phạt 1.000 đô la Mỹ. Riêng tiền vệ Taufani Muslihuddin và trợ lý huấn luyện viên Sari Guntom không bị phạt tiền. Các thành viên còn lại nhận hai án phạt là cầu thủ Agung Bagus Fawazi, Komang Tegut và 3 thành viên ban huấn luyện gồm Tosanadi Ahmadiza và Tega Diokta. 7 thành viên của Thái Lan cũng nhận án phạt tương tự gồm cầu thủ Soponwit Rakyat và hai trợ lý huấn luyện viên Pattarawut gồm Sri Fuek Mayit Mat Adam. Riêng tiền vệ Chajapipat Supunpasut và các quan chức Purachet Tosanit Bamrung Bunprom và Thidapak Proena chỉ nhận án cấm dự 6 trận. Theo Siam Sports, án phạt này có hiệu lực ở các trận đấu do AFC tổ chức, do đó các cá nhân trên sẽ không thể tham dự vòng loại UEFA Asian Cup diễn ra từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9.